Xin chào tất cả các bạn, em tên là Hoàng Nhân, là sinh viên 1714/2/7. Sau đây em xin trình bày nội dung khu bài tập 2 là cho vi điều khiển với 16F887 kết nối với hai led đơn và một nút nhấn on off. Nút nhấn sẽ điều khiển hai led theo quy luật sau. Ban đầu hai led tắt, khi nhấn on off một lần thì led một sáng, nhấn tiếp thì led hai sáng. Lúc này hai led cùng sáng. Khi hai led đã sáng, nhấn on off thì hai led tắt, thì led hai tắt. Nhấn tiếp thì led một tắt. Với các yêu cầu là vẽ mặt nguyên lý, vẽ lưu đồ, viết code và mô phỏng. Đầu tiên thì mình xin vẽ mặt nguyên lý. Ta sẽ nối nút reset vào chân master clean. Tiếp theo thì chúng ta nối thật tăng vào chân OSC2 và OSC1. Tiếp theo chúng ta nhấn led vào. Đây mình sẽ gắn vào chân RD0 và chân RD1. RD0 là led 1 và RD1 là led 2. Chúng ta sẽ gắn nút chung on off vào chân RD2. Bây giờ chúng ta chỉnh lại các thông số. Đáp án chúng ta chọn 10 MHz. Và chúng ta vẽ xong mặt nguyên lý. Tiếp theo là vẽ lưu đồ. Như vẽ lưu đồ mình đã vẽ sẵn. Cái bước đầu tiên vào thì chúng ta khai báo thư viện và cấu hình cardboard. Với trạng thái 1 là led 1 tắt và led 2 tắt. Và nhấn on off thì cái hướng đếm này nó sẽ cộng thêm vào 1. Hướng đếm bằng 1 thì nếu đúng thì led 1 sáng, led 2 tắt. Và sẽ quay lại nó sẽ kiểm tra. Nhấn không on off lần nữa thì hướng đếm sẽ tăng từ 1 lên 2. Nó sẽ kiểm tra sai với điều kiện đếm bằng 1, sẽ kiểm tra điều kiện đếm bằng 2, đúng thì led 1 sáng và led 2 sáng. Và cứ tương tự như vậy thì đếm lên bằng 3 thì led 1 sáng, led 2 tắt. Đếm lên bằng 4 thì cả hai led cũng tắt. Và kiểm tra nếu lớn hơn 4 thì nó sẽ quay về lại. Nhưng mà nó, và sau đó kết thúc. Thứ ba là viết code. Thì mình đã viết code sẵn. Đầu tiên vào thì các bạn nên khai báo thư viện 16F887
HS vì khả năng chúng ta chọn là 10 MHz, lớn hơn 8 MHz, delay clock 10 m, khai báo các chân, chân on off mình thì mình nối vào chân RD2 và LED2 nối vào chân RD1 và LED1 nối vào chân RD0. Khai báo là Wi-Fi on off pin D2, đèn 1 là pin D0, đèn 2 là pin D1 và khai báo thêm một cái pin đếm gắn cho pin đếm 0. Tiếp theo thì chúng ta thiết lập các bộ và xích chích D0 X04, nghĩa là hai cái chân D0 và D1 của mình là hai led chạy thái ban đầu nó hệ phân không, còn lúc nhấn thì trạng thái nó sẽ là bất cao là một, và chúng ta cho led 1 và led 2 trạng thái ban đầu là tắt nên sẽ là low. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra nút nhấn và xử lý chống dội. Lệnh if input on bằng bằng không là để kiểm tra có được nút nhấn có được nhấn hay không. Sau đó mình delay cho nó 5 ms. Lệnh thứ hai là nếu rút nhấn thì chắc chắn được nhấn rồi thì cái biến đếm của mình sẽ cộng thêm 1. Nếu biến đếm của mình lên tới bằng 4 thì nó sẽ quay về cứ đếm lại quay về bằng 0. Còn cái lệnh này thì để kiểm tra đã thả nút nhấn rồi. Mình dùng cú pháp switch K để điều khiển cái ngõ ra của led, vì do là cái trường hợp biến đếm bằng 1 biến đếm bằng 3 thì trạng thái nó giống nhau là đều là led 1 sáng và led 2 tắt, nên mình sẽ tập trung vào khi biến đếm nó bằng 2 thì led 1 sáng và led 2 sáng. Nhưng thứ tư thì biến đếm nó bằng 4 thì mình cho biến đếm trở lại là 0, thế là K0 thì cả hai đèn đều tắt. Bây giờ thì chúng ta đến phần mô phỏng. Đầu tiên nhấn cái nhịp đều 1 sáng, nhấn thứ hai thì 2 sáng và đèn, nhấn thứ ba thì đèn 2 tắt, nhấn thứ tư thì đèn 1 nó sẽ tắt và cứ liên tục như vậy. Rồi và sau đây xin kết thúc bài phần trình bày của mình. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.